Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa cho hay, đã hoàn thành xây dựng cơ bản công trình tôn tạo tháp Trầm Hương, thành phố Nha Trang để người dân, du khách đến tham quan đón Tết. Hiện đơn vị thi công đang tổ chức lắp đặt không gian Tết xung quanh khuôn viên tháp. Riêng không gian bên trong tháp Trầm Hương, sau Tết, đơn vị thi công sẽ tổ chức hoàn thiện việc trang trí nội thất, bố trí không gian phù hợp. Cũng theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa, tháp Trầm Hương được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2008. Qua thời gian sử dụng, do nằm ở bờ biển nên công trình đã xuống cấp, bị thấm, các lớp sơn bong tróc, kim loại bị hen rỉ, cần sửa chữa, cải tạo. Phương án sửa chữa, cải tạo sẽ giữ nguyên kết cấu và màu sắc hiện trạng của công trình, sử dụng các vật liệu cao cấp cho các hạng mục cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cầu thang bộ, thang máy. Sau khi sửa chữa, cải tạo cùng với việc phục vụ nhân dân và du khách đến tham quan, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tháp Trầm Hương còn là nơi tổ chức các chương trình truyền thông, quảng bá, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa. Công trình sửa chữa, cải tạo tháp Trầm Hương do công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Yến Sao Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Việc sửa chữa tiến hành từ giữa tháng 9 năm 2022 với tổng kinh phí gần 11 tỷ đồng. Những ngày qua, khuôn viên tháp Trầm Hương đã được lắp đặt hoa Tết, tiểu cảnh. Nổi bật hơn cả chính là tông màu trắng thay màu hồng nhạt cũ. Các góc xung quanh tháp có tạo hình những mái vòm từ hình tượng tháp bà Ponagar. Nhiều người dân du khách khá thích diện mạo mới của tháp lần này, nhưng nhiều người cũng khá bỡ ngỡ vì màu sắc mới của tháp.